nó không cao bằng cái cây ở trên mình. Trời ơi, sao mình hôm nay vắng vẻ chưa trời? Chào đón tân sinh viên gì mà không tân sinh viên đâu mẹ. Trời ơi. Alo, mày hả? Trời ơi, mày tin đưa chú Hạnh đi mày. Mày tới chưa vậy? Trong vòng 2 tiếng. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.